Hi, Miss xin chào các bạn. Tiếp tục với chủ đề thời tiết. The weather. The weather. The weather. Năm từ tiếp theo các bạn nha. Mùa khô của mình thì sẽ là dry season. Dry có nghĩa là khô các bạn ha. The. Bật cái hàm răng nè. Rung cổ họng nha. The. The. Chữ R sẽ là R. Dry. Dry. Season. Dry season. Dry season. Rồi, mùa mưa của mình sẽ là rainy. Rain là mưa. Rainy có nghĩa là có mưa các bạn ha. Mùa mưa các bạn ha. Rainy season. Rainy season. Rainy season. Thông thường á thì các nơi sẽ có bốn mùa ha. Là mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông. Nhưng mà ở những nơi đặc trưng như ở Sài Gòn đi thì sẽ có hai mùa, đó là mùa mưa và mùa khô các bạn ha. Mùa khô sẽ là dry season và mùa mưa sẽ là rainy season. Rồi, dự báo thời tiết là gì các bạn? Dự báo sẽ là forecast. Forecast. Rồi, thời tiết thì sẽ là từ này ha. Weather. Weather forecast. Weather forecast. Mình nhớ đưa lưỡi nha. Tay hát mình phải đưa lưỡi ra. Weather forecast. Rồi, tiếp theo mình sẽ có độ F và độ C. Rồi, độ F của mình sẽ là degrees Fahrenheit. Fahrenheit. Degrees. Degrees Fahrenheit. Độ F ha. Độ C của mình sẽ là degrees Celsius. Celsius. Degrees Celsius. Hoặc mình có thể dùng là gì đây? Centigrade. 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 Hay chữ T mà không được nhấn, các bạn có thể đọc là gì đây? Đờ nhẹ nhé. Sandy. Centigrade. Lại lần nữa các bạn ha. Mùa khô sẽ là dry season. Dry season. Mùa mưa sẽ là rainy season. Rainy season. Dự báo thời tiết. Weather forecast. Weather forecast. Độ F của mình sẽ là degrees Fahrenheit. Độ C của mình sẽ là degrees Celsius hoặc là centigrade. Rồi, bây giờ các bạn sẽ ôn một chút, mình sẽ qua phần phản xạ nhé. Ready? Go! Dự báo thời tiết là gì? Weather forecast. Weather forecast. Mùa khô. Dry season. Dry season. Độ C. Degrees Celsius hoặc là centigrade. Degrees Celsius. Degrees Celsius. Centigrade. Centigrade. Mùa mưa là gì? Rainy season. Rainy season. Độ F là gì? Degrees Fahrenheit. Degrees Fahrenheit. Okay, that's our goodbye. See ya.